Nói về di sản văn hóa phi vật thể, nhà thơ Văn Lời, Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã viết: trong dòng chảy của nguồn ca nhạc cổ truyền xuyên suốt những biến cố thăng trầm lịch sử dân tộc, Quảng Bình vẫn lấp lánh và sống động mạch nguồn dân ca. Là tiếng nói tâm hồn của vùng đất địa linh nhân kiệt, tiếng nói sức mạnh của con người lớn lên và đi qua gian truân khổ ải, chống chọi với mưa nắng bão lũ triền miên. Dân ca Quảng Bình có những đặc trưng trong chất liệu, là vùng đất giao thoa và tiếp biến văn hóa, là nơi nuôi dưỡng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Các giá trị ấy làm phong phú thêm các loại hình diễn xướng dân gian cho vùng đất Quảng Bình. Tập quán sinh hoạt đã quy định nên một không gian văn hóa chuyên biệt và có tính đặc thù cho mảnh đất Quảng Bình. Tiến trình đang vận động theo xu thế phát triển, đang có những tác động vào đời sống văn hóa. Để phát triển đồng bộ và không làm mai một, các loại hình nghệ thuật dân gian đang là mối quan tâm của cả cộng đồng. Nếu ai đó là một người con của quê hương Lệ Thủy, chắc chắn vào mùng 2 tháng 9 hàng năm đều náo nức trở về Kiến Giang để hòa mình vào không gian lễ hội sông nước mừng Tết độc lập của quê nhà. Lễ hội sông nước Kiến Giang ra đời từ mong ước của con người muốn được sống hòa bình với thiên nhiên và các đấng thần linh. Trải qua hàng trăm năm canh tác trên cánh đồng lúa, con người đã tìm cho mình một cách ứng xử với thiên nhiên và trở thành tập quán văn hóa đặc sắc được lưu truyền cho đến ngày nay. Đằng sau không khí tưng bừng của lễ hội sông nước, Kiến Giang vẫn còn ẩn chứa những tinh hoa của một nền văn hóa phi vật thể phong phú và độc đáo. Nó được thể hiện rõ trong nếp sống, tập quán lao động và cả trong nói năng, giao tiếp ứng xử giữa con người với con người với thiên nhiên. Qua từng giai đoạn lịch sử, tiến trình văn hóa song hành cùng với sự phát triển của các thời đại văn minh, thời gian, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và chiến tranh đã xóa đi sự hiện hữu của văn hóa vật thể và thậm chí làm mất đi dấu tích của phát kiến văn minh. Nhưng văn hóa phi vật thể và đặc biệt là âm nhạc dân gian đang có mặt trong đời sống đương đại của vùng quê lúa Kiến Giang. Đó là thành quả của hàng bao thế hệ đã có công gìn giữ, sáng tạo để các thể loài hò phong phú phản ánh một cách đa chiều về đời sống tâm hồn và trở thành di sản văn hóa đặc sắc mang dấu ấn của mảnh đất con người Lệ Thủy. Âm nhạc dân gian có một sức sống bền bỉ, được nhân rộng và lan tỏa từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ngày nay, giữa nền văn minh công nghiệp, hò khoan Lệ Thủy vẫn có một chỗ đứng trong đời sống sinh hoạt cộng đồng. Hò khoan Lệ Thủy đang vận động trong cuộc sống đương đại bằng tính điển hình đại chúng. Nó đã trở thành biểu tượng của vùng văn hóa Kiến Giang. Nhìn vào hiện thực khách quan, lộ trình phát triển, Lệ Thủy đang được xem là địa phương làm tốt công tác bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống. Nhưng để phát triển đúng hướng và mang tính bền vững đang là vấn đề quan tâm của cả cộng đồng. Bye.
mình hiện nay là có là 5 nghệ nhân dân gian được tôn vinh. Đó là nghệ nhân hoạt động trên lĩnh vực là phi vật thể. Tỉnh Quảng Bình của chúng ta và một cái nền văn hóa phong phú như vậy, một cái phi vật thể nhất là dân ca hiện nay đã có trên 400 làn điệu dân ca. Để mà đào tạo, để mà huấn đúc, rồi là để cho phát huy các giá trị của các nghệ nhân thì mình chưa làm được. Vì đầu tư kinh phí của mình quá ít. Thì tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm nói chung của cả xã hội rồi, nhưng mà các cái chính quyền, các cái tổ chức hội xã hội nghề nghiệp, rồi là cả cái cơ quan quản lý nhà nước ở trên địa bàn nó cũng cần phải quan tâm. Quảng Bình vẫn còn đó hơn 400 làn điệu âm nhạc dân gian. Ở mỗi vùng đất, văn hóa truyền thống luôn giữ vị thế trung tâm của đời sống văn hóa cộng đồng. Từ miền rừng núi đến đồng bằng hay miền biển, mỗi làng quê đều có những lễ hội truyền thống và các loại hình nghệ thuật dân gian. Đó là ngôn ngữ chung, cất lên tiếng nói tinh thần, phản ánh khách quan đời sống văn hóa chuyên biệt, tạo nên dấu ấn văn hóa đặc sắc cho các vùng miền. Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, miền đất có lịch sử hơn 300 năm với dấu ấn văn hóa bá trạo. Với tín ngưỡng thờ cá voi và mỗi năm lễ hội cầu mùa đã trở thành tập quán sinh hoạt cộng đồng đặc sắc. Là địa phương được biết đến với câu lạc bộ truyền thống hoạt động tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Là địa phương được chọn để ngành văn hóa Quảng Bình lập hồ sơ công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia. Nhưng hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ truyền thống với 50 thành viên vẫn là những người cao tuổi giàu tâm huyết, tự nguyện mang tâm sức gìn giữ cho vốn di sản văn hóa của quê nhà. Họ đều có chung một mong ước là được trao truyền những vốn quý của ông cha đến thế hệ trẻ để không gian sinh hoạt văn hóa cầu ngư bền vững song hành với sự phát triển của miền đất Nhân Trạch.
Di sản văn hóa phi vật thể là một cái sản phẩm tinh thần, nó gắn kết với một cái cộng đồng người, một nhóm người hoặc thậm chí là một cá nhân, và nó có những cái giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học. Chính vì vậy mà nó sống ở trong cộng đồng người, và trong cái quá trình tồn tại của nó thì nó không ngừng được tái tạo, bổ sung và phát triển. Nhưng mà hiện nay mà nói thì có một cái nguy cơ, tức là cái sự xuống cấp và quên lãng của một số các cái loại hình di sản văn hóa phi vật thể là nó đã diễn ra. Bằng một cái phương pháp khoa học và nghiệp vụ thì chúng ta lựa chọn những cái di sản văn hóa phi vật thể mà có nguy cơ mất mát lớn nhất để chúng ta bảo tồn, bảo vệ nó vậy nè. Còn những cái khác mà đang còn có thể kéo dài được thì chúng ta có thể bảo vệ phía sau một tí, sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội để mà bảo vệ. Còn những cái mà đang mất dần trước mắt thì rõ ràng phải bảo vệ tức thì. Và ở đây thì đòi hỏi là những cái nhà chuyên môn phải có một cái sự lựa chọn cân nhắc để bảo vệ cái gì trước, bảo vệ cái gì sau. Thì đó là một cái kế hoạch mà tôi nghĩ rằng là phải xây dựng một cách khoa học và tỉ mỉ. Thì như vậy thì mình mới giúp cho cái việc bảo tồn nó nhanh hơn một chút, nó nhanh hơn so với cái nguy cơ đang xuống cấp hiện nay. Tồn tại trong không gian văn hóa, âm nhạc dân gian với tính chất điển hình đại chúng đang là chất xúc tác mang đến dấu ấn riêng biệt, tạo ra bản sắc văn hóa của mỗi vùng đất. Ở Lệ Thủy, Nhân Trạch hay Đông Dương, miền đất của loài hình nghệ thuật ca trù, di sản văn hóa nhân loại của người Việt cần được bảo vệ khẩn cấp, và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang có chung một thực trạng là các di sản văn hóa phi vật thể đang đứng trước nguy cơ mai một. Các nghệ nhân nắm giữ tinh hoa nghệ thuật diễn xướng đã cao tuổi, công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ gặp nhiều khó khăn. Hiện đại hóa và công nghiệp hóa đang chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người nông dân. Nhịp điệu công nghiệp hóa có tác động tích cực và tiêu cực đến diện mạo văn hóa truyền thống. Nếu không có sự quan tâm đúng mức của các cơ quan hoạt động chuyên môn và các tổ chức xã hội kịp thời vào cuộc, nhạy bén với đời sống văn hóa, thì sự phát triển khập khiễng và xu thế mai một bản sắc văn hóa là rất cao. Phát triển văn hóa truyền thống mang tính bền vững hơn lúc nào hết đang cần sự quan tâm của cả cộng đồng.